Dạ sẵn tiện đây em xin giới thiệu cho mọi người bốn mẫu dòng xe vừa mới về luôn nha. Hiện tại bên cạnh em đây là mẫu F155 phiên bản thường, giá của nó hiện tại là 43 triệu, chưa bao gồm phí biển số nha mọi người. Dạ, tiếp theo xuống dưới này là mẫu F155 phiên bản cao cấp khóa Smart Key là màu xanh GB, hiện tại giá của nó là 47 triệu, chưa bao gồm phí biển số nhé. Mọi người ở khu vực huyện hay là thị xã gì cứ liên hệ số Zalo với em để dưới màn hình, em sẽ báo phí biển số cho mọi người nhé. Cái dòng này mình trả trước bao nhiêu em? Khóa thường á, phiên bản khóa thường á thì chỉ cần trả trước cho em tầm khoảng 4 triệu thôi là mình có thể góp xe được rồi. 4 triệu. Dạ, còn khóa Smart Key thì tầm khoảng 5 triệu thôi, cao hơn có nhít hơn 1 triệu thôi. Dạ. 5 triệu. Dạ. Kế bên luôn, kế bên là màu trắng đỏ, trắng đen đỏ mà phiên bản Smart Key nhưng mà màu thường nha, hiện tại là 45 triệu. Trả trước cho em tầm khoảng 4 triệu là mình có thể góp được rồi. 4 triệu có thể góp được rồi. Rồi ok. Còn màu em cập nhật màu luôn, màu khóa phiên bản thường á thì là hiện tại có màu đen nhám, đen bóng và màu trắng đỏ. Còn mà phiên bản đặc biệt á, khóa Smart Key á, hiện tại là có màu xanh GB, trắng đỏ, đen nhám và màu đỏ nhám. Bên em có đầy đủ tất cả các màu luôn nha, nên là bạn nào hay là mọi người ai muốn mua xem gì màu gì thì cứ liên hệ với em để em báo giá và báo phí biển số cho mọi người luôn nha. Dạ. Đó là cái lô này là lô vừa về hả? Dạ vừa về cập bến luôn, là em quay liền cho mọi người để báo giá liền cho mọi người để biết luôn. Rồi ok. Đó thì cái lô này vừa về thì Văn vừa báo cho chị và các bạn liền ha. Mời mọi người xem tiếp là dòng Rider Sachi Sonic nha. Mọi người xem thì nhớ like, chia sẻ mạnh để ủng hộ Văn nha mọi người. Dạ. Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Smart Yaris nha các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn là dòng Sachi Sonic rồi Rider cho anh chị và các bạn ha. Các bạn nào mình muốn mua những dòng nào thì mình liên hệ mình mua nha. Thì bây giờ mình sẽ nhờ Văn báo giá chi tiết cho anh chị và các bạn ha. Những anh chị và các bạn ở xa thì các bạn cứ liên hệ, được giảm từ 500 tới 1 triệu khi mà anh chị và các bạn liên hệ với Văn nha mọi người. Và đăng ký kênh, nhấn vào chuông rồi gì đó. Rồi, mời Văn giới thiệu ha. Xin chào các bạn, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một ba dòng xe là Sachi, Sonic và Rider. Em báo giá cả ba dòng luôn nhé. Hiện tại trước mặt em này là chiếc Sachi màu đen, hiện tại có giá là 55 triệu. 55 triệu? Dạ, trả trước tầm khoảng 8-10 triệu là mình có thể góp xe được rồi. Dạ. Tiếp theo là một chiếc Sachi màu cái đó là hai màu này là màu nguyên ba màu này là màu nguyên bản luôn nè. Đó, chiếc này là chiếc màu trắng sữa đen, trắng sữa nha mọi người. Giá gì vậy? Giá hiện tại cũng là 55 triệu, trả trước 8-10 triệu. Chiếc này cũng vậy, chiếc này thì là đổ lên màu 3D rồi thì mắc hơn cho em 1 triệu nha, là 56 triệu, trả trước tầm khoảng 8-10 triệu luôn. Ok. Đây là màu nguyên bản phiên bản 2021 nè, là giá 55 triệu, trả trước 8-10 triệu. Tiếp theo là một con Sachi màu xanh đen này, giá hiện tại của nó là 56, trả trước 8-10 triệu. Tại cái con này là con Oppo Vada nè mọi người. Rồi. Dạ. Tiếp theo rồi này rồi nha, cái này hồi nãy rồi phải không ta? Rồi cái này cũng nói rồi. Nãy rồi. Con xăm xi măng là nhiêu? Dạ, mắc hơn 1 triệu là 56 á, trả trước 8-10 triệu luôn. Rồi ok. Sachi này không? Sachi này là một OPD luôn, 56 trả trước 8-10 triệu. Rồi, Rider này không? À, Rider mẫu này cũng là mẫu mới nè, hiện tại giá của nó là 45, trả trước 4 triệu. À, 45 trả trước 4 triệu là có xe. Dạ, Rider. 45 trả trước 4 triệu thôi. Rồi đó, Sachi còn rất là nhiều. Dạ. Qua Sonic đi em. Sonic đi ha. Sonic thì có nguyên bản thì có một nè, một màu, ba màu, có màu trắng đỏ mâm đỏ nữa, nhưng mà hiện tại thì có hàng nhưng mà hiện tại chưa có trưng ở đây. Dạ, màu đó thì là màu mất nhất, giá hiện tại của nó là 55, trả trước 8 triệu thôi. Còn hai, còn ba mẫu này á là mẫu thường, phiên bản thường, giá 54, trả trước 8 triệu thôi nha. À đó.
Rồi thì mình và Văn vừa giới thiệu sơ qua cho chị và các bạn suy lọc về Rider Saitia và Sonic. Giá của nó thì nói chung là nhìn chung cũng giảm so với đầu tháng, và hỗ trợ thì rất là nhiều luôn. Ví dụ như là anh em ở xa giảm từ 500 tới 1 triệu khi mà liên hệ với Văn qua Zalo nha mọi người. Đó, nhanh gọn lẹ. Các bạn nào muốn mua thì mình cứ tranh thủ thời gian nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.